Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay, Thanh Tùng diễn đọc tôi gửi tới quý vị và các bạn bài viết của tác giả, nhà văn, nhà giáo Chế Diễm Trâm, giới thiệu cuốn sách ảnh của nhà giáo, nhà nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồ Trung Lâm trên đất Khánh Hòa. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồ Trung Lâm, Tứ Trầm Vào Xuân, tình yêu dành cho đất và người Khánh Hòa. Nhà văn Chế Diễm Trâm. Xứ Trầm, biển Yến, Khánh Hòa, bốn mùa đều đẹp, quyến rũ. Nhưng làm say lòng người nhất chính là mùa xuân. Mùa xuân, Xứ Trầm hương đã đem đến cho các văn nghệ sĩ cảm hứng dạt dào và bất tận. Nhất là nghệ thuật nhiếp ảnh, nghệ thuật của những khoảnh khắc vĩnh cửu. Nhiếp ảnh gia Hồ Trung Lâm không biết bao lần đã thăng hoa cảm xúc bởi màu sắc rực rỡ của xứ Trầm vào xuân. Vẫn là những địa chỉ thân quen mà đặc trưng của Khánh Hòa: biển Nha Trang, tháp Trầm Hương, tháp Ponaga, thành cổ Diên Khánh, ngã sáu nhà thờ núi, làng nghề Trường Sơn, núi Cô Tiên, cầu Trần Phú, vân vân. Qua tay máy của Hồ Trung Lâm đã thành những bức ảnh nắm bắt và tỏa ngời vẻ đẹp của cảnh và người Khánh Hòa. Nhà nhiếp ảnh đã thu vào ống kính của mình màu xanh ngát của biển cả, màu trắng xốp của màn mây trên nền trời xanh, màu vàng óng của đồng lúa, màu sắc rực rỡ của các loài hoa Tết phương Nam. Không gian phố phường lung linh vào những ngày Tết, không khí trầm ấm của những nếp nhà cổ kính ở miền quê khi xuân chạm ngõ. Là một giáo viên dạy văn, tác giả Hồ Trung Lâm thấm nhuần nguyên tắc sáng tạo: con người là tâm điểm của tác phẩm. Vì thế, nhiều bức ảnh của Hồ Trung Lâm đã tái hiện thần thái của người Khánh Hòa, nhất là người lao động trong những ngày đón xuân. Không khí náo nức, khẩn trương, chuẩn bị Tết toát lên từ những cánh đồng hoa, những chợ hoa với những giọt mồ hôi và những nụ cười của những con người lao động bình thường, đem đến cho người thưởng lãm mỹ cảm về cái đẹp nhân sinh. Vốn là người Bình Định, nhưng Hồ Trung Lâm chọn Khánh Hòa làm nơi lập nghiệp. Bởi vậy, Khánh Hòa là quê hương thứ hai của tác giả. Món nợ ân tình sâu nặng đã thôi thúc Hồ Trung Lâm chọn 90 tấm ảnh về đề tài Khánh Hòa mà tác giả đã kiên trì sáng tác trong khoảng 3-4 mùa xuân liên tiếp để làm cuốn sách ảnh đầu tay của mình. Cầm cuốn sách ảnh của Hồ Trung Lâm trên tay, ta không chỉ cảm nhận cái tài mà còn thấu hiểu cái tình của người nghệ sĩ dành cho đất và người Khánh Hòa thân yêu. Tác giả Chế Diễm Trâm, diễn đọc Thanh Tùng.